Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những quyết định khó đoán từ huấn luyện viên Tuzier ở SEA Games 32. U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào bán kết sớm, nhưng với nhiều quyết định khó hiểu từ huấn luyện viên Philippe Tuzier, không dễ để biết sức mạnh của nhà đương kim vô địch SEA Games đến đâu. Chiến thắng trước U22 Malaysia của U22 Việt Nam chắc chắn không phải là điều dễ dàng, ít nhất nhìn vào khoảng thời gian từ cuối hiệp 1 tới khi đội bạn mất liền 2 người trong hiệp đấu kế tiếp. Trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp 2, U22 Việt Nam nhận rất nhiều sức ép từ phía U22 Malaysia và phải nhờ tới may mắn mới không bị gỡ hòa dù dẫn trước 2-0 từ khá sớm. Kể cả khi chơi hơn người từ phút 83, các học trò của huấn luyện viên Philippe Tuzier cũng không đẩy cao đội hình, hòng ghi thêm bàn thắng nhằm cạnh tranh về hiệu số cùng U22 Thái Lan nếu cần phải lấy ngôi đầu bảng. Có thể lý giải, U22 Việt Nam không muốn tung hết sức khi đảm bảo một chiến thắng trong tay nhằm giữ gìn những điều tốt nhất cho trận đấu có ý nghĩa tranh nhất bảng với U22 Thái Lan ít ngày sau. Tính toán đó đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam có thể hạ U22 Thái Lan và giữ ngôi đầu bảng cũng như chọn đối thủ được coi là yếu hơn như Myanmar hoặc Campuchia thay vì Indonesia, một ứng cử viên lớn cho tấm huy chương vàng SEA Games 32 ở môn bóng đá. Nhưng ở một góc nhìn khác, có thể nền tảng thể lực của U22 Việt Nam không cho phép dốc hết sức nhằm thắng đậm U22 Malaysia sau khi phải chơi dưới thời tiết mưa lớn. Tiêu chung lại, những gì mà U22 Việt Nam thể hiện trong cả 3 chiến thắng đến lúc này thực sự là khó đoán, vì thường xuyên chỉ chơi tốt trong khoảng thời gian nào đó, còn lại trịch choạc giúp đối thủ vùng lên dù luôn dẫn trước từ khá sớm. Không phủ nhận tài năng của huấn luyện viên Philippe Tuzier, nhưng một điều khiến rất nhiều người thắc mắc lẫn khó hiểu ở trong chiến thắng của U22 Malaysia khi thuyền trưởng U22 Việt Nam đưa ra những điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu. Phút 50, ông thầy người Pháp bất ngờ rút cả Văn Đô, Văn Tùng ra khỏi sân trong thời điểm đội nhà đang dẫn trước 2-1, thay vào đó là Văn Khang cùng công đến. Huấn luyện viên Philippe Tuzier có thể muốn gia cố hàng tiền vệ sau khoảng thời gian để U22 Malaysia ép sân, nhưng quyết định này có phần bất ổn bởi hàng công chỉ có một mình Thanh Nhàn là không đủ sức ép buộc đội bạn phải giải chừng. Từ thời điểm thay người này, U22 Malaysia dồn lên vì phía sau không còn áp lực từ phía U22 Việt Nam. Rất may sức ép lớn của đội bóng áo vàng chỉ tạo ra sự nuối tiếc trước khi thúc thủ do mất 2 người trong 4 phút. Đến thời điểm chơi hơn người, huấn luyện viên Philippe Tuzier mới tung ra Quốc Việt vào sân hòng tìm kiếm bàn thắng, nhưng phía sau ngập ngừng trong các pha triển khai tấn công khiến trận đấu kết thúc với tỷ số vô cùng đong tim. Những gì cho thấy sau 3 trận đấu, U22 Việt Nam còn nhiều toan tính, chưa phô trương sức mạnh hay chỉ có thể phải chờ tới các trận đấu quyết định. Có lúc này, điểm duy nhất tạm hài lòng là việc thầy trò huấn luyện viên Philippe Tuzier đã vào bán kết mà không cần phải chờ đấu xanh chín với U22 Thái Lan. Sức mạnh của U22 Thái Lan khiến U22 Việt Nam phải giải trừng. U22 Thái Lan đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt từ giải đấu đến nay. Sức mạnh của tiểu voi chiến khiến U22 Việt Nam phải giải trừng. U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đã chính thức có mặt tại bán kết SEA Games 2023 sau khi giành tuyệt đối 9 điểm qua 3 trận. Giờ đây, màn chạm trán giữa hai đội tại lượt đấu cuối chỉ còn mang tính chất định đoạt ngôi đầu bảng B. Dẫu vậy, con đường vào bán kết của hai đội theo cảm nhận của giới mộ điệu vẫn có những nét tương phản. Nếu như U22 Việt Nam gặp những khó khăn nhất định cùng với một lối chơi chưa thực sự mượt trên con đường vào bán kết, thì U22 Thái Lan khép lại 3 trận đấu với những dấu ấn của một lối chơi trần trụi. Đội bóng của huấn luyện viên Isara Sritaro khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Singapore, sau đó thể hiện bản lĩnh bằng trận thắng cách biệt 2-0 trước Malaysia. Gần nhất, U22 Thái Lan không tốn nhiều sức để thắng U22 Lào với tỷ số 4-1 trước khi có cuộc đọ sức với U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại bảng B vào ngày 11 tháng 5. Như đã biết, U22 Thái Lan đang sở hữu thế hệ cầu thủ tốt nhất trong nửa thập kỷ trở lại đây. Những cái tên góp mặt tại SEA Games lần này đã cùng nhau kinh qua rất nhiều các giải trẻ trong quá khứ. Vì vậy, không có gì bất ngờ nếu nói U22 Thái Lan là đội duy nhất tại SEA Games năm nay định hình được lối chơi cụ thể và bài bản. Trong 3 trận đấu vừa qua tại SEA Games 2023, hàng công là điểm sáng lớn nhất của võ chiến khi các chân sút của họ đã ghi tới 9 bàn. Ấn tượng hơn, đã có đến 5 cầu thủ khác nhau trong đội hình của U22 Thái Lan thay nhau lập công. U22 Việt Nam cũng có cho mình 7 bàn thắng, nhưng 4 trong số này thuộc về cá nhân của Nguyễn Văn Tùng. Điều đó cho thấy U22 Thái Lan khá đa dạng trong những bài tấn công. Các cầu thủ xứ sở chùa vàng có xu hướng di chuyển rộng, hoán đổi vị trí cho nhau liên tục. Điều này được thể hiện ở vị trí của Tera Sak. Ở trận đấu đầu tiên gặp U22 Singapore, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Pro FC xuất phát bên hành lang cánh phải và có một pha lập công. Sau đó, ở trận đấu gặp U22 Lào, Tera Sak được huấn luyện viên Sritaro xếp đá trung phong cắm. Thậm chí anh còn thể hiện ấn tượng hơn với hai pha lập công đẹp mắt. Chưa kể những quân bài dự bị hạng sang như Josakon hay Anand cũng có cho riêng mình tổng cộng 3 pha lập công. Có thể thấy U22 Thái Lan đang sở hữu chiều sâu đội hình ấn tượng khi khoảng cách giữa các cầu thủ đá chính và những cái tên trên băng ghế dự bị là không quá lớn. Ngoài ra, sức mạnh của U22 Thái Lan còn được thể hiện ở hàng tiền vệ, nơi có sự xuất hiện của hai chân truyền thượng hạng là Chanarong và Efandolo. Đặc biệt, Chanarong là cái tên sở hữu nhiều đường truyền xuyên tuyến vô cùng lợi hại. Còn nhớ tại trận đấu gặp U22 Malaysia, Chanarong chính là người đã kiến tạo giúp Anand lập công để mở ra chiến thắng cho bầy voi chiến. Sự đáng sợ của U22 Thái Lan còn được thể hiện qua cách họ kiểm soát và xử lý trái bóng. Đa số đều là những tình huống dẫn đến bàn thắng của đội bóng xứ sở chùa vàng, đều là những màn ban mật rất đẹp mắt. Cũng giống như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan chọn lối chơi kiểm soát bóng.
nếu như U22 Việt Nam sở hữu chuỗi kiểm soát bóng ấn tượng với 21 đường chuyền liên tục trong trận đấu gặp U22 Singapore, thì ở phút 49 trong trận đấu gặp U22 Lào mới đây, U22 Thái Lan đã có chuỗi kiểm soát bóng ấn tượng với 50 đường chuyền liên tiếp trước khi Terasak là điểm chạm cuối cùng. Mọi thứ đã trở thành một tình huống dàn xếp hoàn hảo khi tiền đạo trẻ của Thái Lan hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 4-0. Đáng chú ý, U22 Thái Lan đã kiểm soát trái bóng đến gần 2 phút đồng hồ trước khi Terasak điền tên lên trên bảng điện tử. U22 Thái Lan vượt trội tại SEA Games năm nay là điều được dự đoán từ trước. Còn với U22 Việt Nam, nếu như thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuzier bại trận trước người Thái ở trận đấu sắp tới, đây cũng chẳng phải là điều gì đó quá tồi tệ, bởi voi chiến dường như đang ao trình so với phần còn lại. Thêm vào đó, U22 Việt Nam cũng coi trận đấu với U22 Thái Lan như một cơ hội để các kép phụ thể hiện mình. Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết SEA Games 32. Không thể gây bất ngờ trước nữ Thái Lan, các cô gái Campuchia giành vé vào vòng bán kết bóng đá nữ SEA Games 32 với ngôi nhì bảng B cặp đội tuyển nữ Việt Nam. Do cả nữ Thái Lan và nữ Campuchia đã sớm giành vé vào bán kết sớm sau hai trận toàn thắng, nên màn so tài giữa hai đội chỉ mang tính chất xác định ngôi đầu bảng B. Đội đương kim á quân SEA Games là những người được đánh giá cao hơn và dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nữ Thái Lan tìm được bàn mở tỷ số ở phút 22 do công của Thorong. Trước giờ nghỉ giải lao, Nua Long nhân đôi cách biệt cho các cô gái đến từ xứ sở chủ bảng. Tiếp tục làm chủ cuộc chơi trong suốt hiệp 2, nhưng nữ Thái Lan cũng chỉ ghi được thêm một bàn thắng ở cuối trận do công của Jirapon. Nữ Campuchia thi đấu quá lép vế và không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Thái Lan. Số tình huống lên bóng đáng kể thì dễ dàng bị đối phương bẻ gãy. Thất bại trước Thái Lan, nữ Campuchia chấp nhận ngôi nhì bảng và chạm trán với đội tuyển nữ Việt Nam, đội đương kim vô địch ở bán kết. Trong khi đó, nữ Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar ở cả bán kết còn lại. Theo lịch, cả hai trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 đều diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 5. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ ra một điều nữ Việt Nam cần phải khắc phục ngay. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam thua thiệt khi gặp các đối thủ có thể hình tốt như Philippines. Chúng tôi đã rất cố gắng, thu quả phạt đền, phòng ngự tầm thấp và tầm cao đều chưa tốt. Họ chỉ đá bóng bẩm chứ không có phối hợp gì cả. Chúng ta thua về chiều cao. Thua bàn vừa rồi chúng ta gỡ hòa nhưng sau đó lại thua một tình huống đá phạt. Việt Nam thua tầm vóc quá nhiều vì thiếu một trung vệ như Trương Thị Kiều khiến chúng ta gặp khó khăn. Ngay chiều qua chúng tôi đã tập trung phương án chống bóng bẩm, hàng hậu vệ chưa tập trung vẫn còn sơ sẩy. Chống bóng bẩm là điều cần khắc phục ngay theo đánh giá từ huấn luyện viên Mai Đức Chung. Một vấn đề khác ở SEA Games 2023 theo thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam là các trọng tài đôi khi chưa đưa ra quyết định chính xác. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ thêm, trọng tài là vấn đề đối với các đội. Trận đấu xong rồi tôi không nói nhưng bỏ sót nhiều lỗi quá, cả Philippines cũng vậy, có những sai sót rõ quá mà họ vẫn thổi. Tôi nói trên sân thôi, sau đây tôi không muốn nặng lời. Chiến thắng nhưng không thể vào bán kết SEA Games 2023, huấn luyện viên Alan Stasic của tuyển nữ Philippines đánh giá, đây là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi đối đầu với đối thủ mạnh nhất nhưng rất tiếc là hiệu số không đủ. Chúng tôi thắng họ 2 lần liên tiếp, đây là điều chưa có trong lịch sử và mở ra thời kỳ mới. Điều đó cho thấy chúng tôi có thái độ tích cực và muốn giành chiến thắng. Gặp tuyển nữ Campuchia ở bán kết, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh sẽ tìm ra đấu pháp hợp lý để vào chung kết. Trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 5. Các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.